Chào các bạn, đây là hỏi đáp số 48 và cái kỳ nghỉ lễ vừa qua chắc là các bạn cũng đã có một kỳ nghỉ lễ rất là tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại nguồn công việc và cũng như là quay lại cái số hỏi đáp cũng như là các câu trả lời rất là chất lượng như ngày hôm nay nha. Xin mời. Và câu hỏi đầu tiên các bạn mang tên là Thành Phạm, mà câu hỏi là chào anh, làm cách nào để em mua màn phù hợp với cái laptop ạ? Cái câu này thì mình nghĩ là nó sẽ khá là đơn giản ha. Mình thấy chỉ có hai yếu tố bạn cần quan tâm thôi. Thứ nhất là yếu tố về cổng kết nối ở trên laptop và cũng như là màn hình nó có tương thích với nhau hay là không. Và thứ hai đó chính là cái cấu hình hiện tại của cái laptop của bạn á, nó có đủ để xuất ra với chính cái màn hình rời hay là không. Tức là nếu như cho mình một cái quy chuẩn ước định đi ha, thì mình sẽ ví dụ như là card đồ họa là RTX 3050 thì mình sẽ kẹp với các cái con màn từ Full HD lên tới 2K 144Hz là ok. Nhưng mà lên tới 3060 á, thì mình sẽ tự tin luôn là với những con 2K 165Hz hoặc thậm chí là 4K. Nói chung là nếu như phần cấu hình nó vẫn gánh được thì mình thấy không có vấn đề gì hết. Còn đối với mình nha, cái tiêu chí tiên quyết để chọn mua màn hình nó lại phải phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng cuối cùng của bạn ấy. Ví dụ như bây giờ bạn chọn một con màn hình cho đã đời, đúng không? Lắp được vô cái con laptop của bạn cho đã đời, nhưng mà đến khi mà bạn về bạn xài mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu của bạn cũng như không. Ví dụ như bây giờ bạn cần một con màn hình có cái màu sắc nó phải chuẩn, nó có delta E phải thật là thấp để bạn về bạn xài cho những cái tác vụ về multimedia, làm chỉnh sửa hình ảnh, làm chỉnh sửa video các thứ ấy. Nhưng mà cuối cùng bạn lại mua một con màn hình có tần số quét cao về, xong rồi cuối cùng bạn chả cần phải sử dụng cái tần số quét cao đó để làm gì, thì nó cũng trở thành phung phí. Vậy nên cái đầu tiên mà các bạn cần phải quan tâm ha, đó chính là về cái nhu cầu sử dụng của bạn đầu cuối là ra là để làm cái gì ấy. Xong mà sau đó thì từ cái đó thì bạn sẽ cân nhắc đến những cái cổng kết nối này, xem coi là nó xuất ra được tối đa cái supporting của cái màn hình hay không, để tránh cái hiện tượng á là khi mà bạn mua cái con màn hình đó về nó hiệu năng nó quá cao so với lại cái con laptop của bạn, thì thành ra nó lại không được matching cho lắm. Thì giống như tài có phân tích cho bạn rồi, thì mình nghĩ là để giải quyết cái vấn đề này thì mình nghĩ là bạn nên đến các cái trung tâm bán hàng hoặc là những cái trung tâm bán lẻ như GVN chẳng hạn, mà lên bạn xem coi là nó phù hợp cái nhu cầu như thế nào của bạn, và cũng như là anh em ở dưới đó họ sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và câu hỏi thứ hai đến từ một bạn mang tên là Woofy. Bạn có hỏi là làm sao để hiện được cái nhiệt độ CPU về anh Tài. Em làm hoài mà chỉ hiện được hết thông số của GPU, còn CPU chỉ có phần trăm load mà thôi. Đối với cái này chắc chắn là bạn đang hỏi trong cái app MSI Afterburner. Thì có một cái vấn đề của MSI Afterburner đó chính là nó không phải sẽ hiện được hết tất cả thông số của tất cả cấu hình. Thường mình thấy là ở trên những cái cấu hình mà CPU AMD á, thì thường nó sẽ khó bật hơn ở các cái thông số của CPU. Thì đằng này á, mình nghĩ là bạn có thể sử dụng một cái phần mềm mang tên là HDUP Info. Đây là một cái phần mềm mà giúp cho các bạn có thể hiện được thêm một số những cái trị số liên quan tới CPU rất là chi tiết. Thì cái này bạn có thể lên trên website mà download về thử. Còn đối với MSI Afterburner thì thực chất là nó sẽ không thể bật được nếu như cái con CPU của bạn hiện tại nó đang không có được nhận diện ở trong chính cái phần mềm. Cái này thì chắc chắn sẽ chờ tương lai khi mà họ tung ra những cái phiên bản mới hơn mà thôi. Còn về phần mình nha, thì cái hardware monitor hoặc là cái hardware info á, thì nó có thêm một cái tính năng đó là hút up. Tức là cái tính năng này nó sẽ hút vô bên trong cái MSI Afterburner của bạn, và nó sẽ hiện cái thông số của chính cái phần mà bạn chọn thành OSD, tức là on screen display, ở ngay trên cái hardware info đó, tức là cái HDUP info thầy có nói đó, thì nó sẽ hiện theo cái MSI Afterburner luôn. Thì cái này á, rõ ràng ở trong video này mình hoàn toàn không thể show cho bạn tất tần tật về những cái cách làm cụ thể như thế nào được. Vậy nên là mình sẽ hẹn các bạn trong một video sắp tới. Hoặc là rất đơn giản thôi, bạn có thể lên Google, bạn search một cái từ khóa là hút, tức là OOK đó, rồi HWin Info vào trong MSI Afterburner thì bạn sẽ thấy được tất cả những cách làm của cái này, cũng rất là đơn giản thôi. Cảm ơn bạn. Một bạn mang tên là Khai Đào, mình nghĩ là bạn tên Khải Đào á. Con Acer Nitro 5 2022 của em không cập nhật được GeForce là do đâu vậy admin ơi? Thì đối với mình á, GeForce Experience của Nvidia thiệt ra là một phần mềm có UI rất là thân thiện với người dùng đầu cuối là các bạn hoặc là như là mình đi. Nhưng mà cái phương thức hoạt động tới nay vẫn còn là dấu hỏi đối với mình, tại vì có những bộ máy mình xài mình chỉ cần one click thôi là nó đã cập nhật driver cho mình rồi, nhưng mà có những bộ máy thiệt sự nó vẫn còn những cái lỗi rất là vụn vặt. Giả dụ như giống như bạn á, bạn cập nhật hoài vẫn không được. Vậy thì cái cách làm như thế nào để chúng ta kiểu cập nhật cho nó nhanh chóng cũng như tiện lợi nhất? Thì theo mình thấy là cứ thủ công thôi, bạn lên mạng và bạn gõ cái trang web là Nvidia driver, xong rồi bạn vào bên trong đó bạn chọn đúng cái phiên bản driver của cái con GPU mà bạn đang xài đó, download apply về, xong rồi cứ giải nén, xong rồi cứ thế thôi, cài đặt là nó sẽ hoàn chỉnh hết. Thiệt ra là không biết là đối với Tài như thế nào, chứ đối với mình thì mình lúc nào cũng sẽ cách apply đó hết. Mình thì thường là đương nhiên mình sẽ ưu tiên những cái gì đó nó tiện lợi trước thì mình sẽ download qua GeForce Experience. Nhưng mà nếu như mà nó không load được thì đương nhiên là cách download thủ công là mình thấy nó luôn luôn work, hoặc là thật ra nó lưu lưu quốc nó cũng hơi sai, nhưng mà mình nghĩ là cái tỷ lệ thành công nó cũng sẽ rất là cao á. Và nó cao hơn hẳn so với lại GeForce Experience, tại vì khi các bạn apply vào cái GeForce Experience á, khi mà nó cài đặt á, nó sẽ có một cái chữ là cái gì ta, install express thì phải á, tức là nó sẽ cài install, tức là cài theo nhãn xuất. Đúng rồi, tức là nó sẽ cài, sau đó nó sẽ đè lên á, thì thường nó sẽ có tỷ lệ lỗi. Hoặc là khi mà các bạn có những cái driver bên trong mà nó đời cao hơn thì nó sẽ không nhận, vân vân. Thì nói chung là bạn cứ thử đao thủ công đi, mình nghĩ là nó tỷ lệ win sẽ cao hơn.
Một bạn mang tên là Trọng Phạm Đinh Đức thì có hỏi là: cho em hỏi tại sao màn hình laptop của em là 144Hz nhưng chơi Liên Minh chỉ được tầm 60-80fps dù đã tắt chức năng khóa FPS rồi, trong khi là nối qua màn rời á thì chỉ có 75Hz thôi lại lên được tới 140-150fps. Laptop em xài là Acer Nitro 5 phiên bản 5923, màn là Acer VG240i. Rồi, cái này thì nó liên quan khá nhiều tới một cái video mình đã từng làm cho các bạn á, cách như thế nào để tăng hiệu năng khi mà bạn sử dụng con laptop mà bạn nghĩ là nó mạnh. Thì nó là một cái video là cách để bypass Optimus như thế nào. Bạn có thể xem lại cái video clip đó ha. Thì khi mà bạn bypass Optimus á, thì bạn có thể tăng cái lượng FPS mà bạn xuất ra ở trên cái máy của bạn. Và cũng trong cái trường hợp này, khi mà bạn cắm một cái màn hình rời bên trong laptop của bạn là bạn đã vô tình bypass Optimus rồi. Và dĩ nhiên rồi, cái việc có FPS cao hơn là cái chuyện dĩ nhiên và dễ hiểu. Và bên cạnh đó nha, một số những mã laptop có mắc switch á, thì nó sẽ xuất ra được cái FPS đủ và cũng như là không có bị bóp ở ngay trên cái màn hình laptop. Nhưng mà có một vài cái loại máy tính là nó không có mắc switch, cho nên là nếu như muốn đạt cái hiệu năng cao hơn thì bạn bắt buộc phải cắm qua một cái cổng xuất hình ra màn hình rời bên ngoài để bạn có được một cái mức hiệu năng cao hơn, hoặc là bypass Optimus. Thì đấy, đó là bạn, đó là lý do tại sao mà bạn nên xem GVN thường xuyên và cũng như là nên xem lại cái video clip mà mình đã từng làm để cho các bạn hiểu hơn về cái vấn đề này và cũng như là có thể dễ dàng đạt được một FPS cao hơn nha. Và câu hỏi cuối cùng đến từ một bạn mang tên là Quang Anh Hoàng, cho em hỏi là nếu laptop single channel thì làm cách nào cho máy khỏe hơn ạ? Tại em thấy là lúc dùng các tác vụ bình thường thì nó máy vẫn hơi lag. Đương nhiên cái tối thượng là nâng cấp RAM lên dual channel rồi, tại vì đã có chia sẻ với các bạn rất là nhiều ha. Đối với laptop thì các bạn nên sử dụng dual channel RAM, tại vì chúng ta đã bị thâm dụng RAM vào hệ thống khá là nhiều so với lại một cái desktop để bàn. Khi mà các bạn khi mà vừa mua máy về, nó cũng có rất là nhiều cái phần mềm chạy kèm nè, chẳng hạn như một số những cái ứng dụng của chính cái mã laptop đó, chẳng hạn như là Asus thì có Armoury Crate đúng không? Rồi Acer thì có một số những cái phần mềm như là Acer Care chẳng hạn vân vân. Thì thành ra là nó đã bị tốn RAM nhiều hơn so với desktop rồi. Cho nên là không có giải pháp là ngon hơn là các bạn chi thêm tiền để mua thêm RAM. Còn mình thì mình có giải pháp thêm cho anh em nè. Giống như câu hỏi ở trên á, là khi mà các bạn cắm một cái màn rời bên ngoài thì các bạn thấy là hiệu năng nó được cải thiện hơn đúng không? Thì hãy thử đi. Tại vì đôi lúc á, sẽ có những cái máy nó có bypass Optimus được. Và cũng như là đôi lúc á, nếu như bạn nhìn vào cái máy của bạn, bạn quên đi mất là bạn đã bỏ ra một số tiền tương đối lớn để mua về một con máy tính ở đó nó có mắc switch, thì làm ơn hãy bật mắc switch lên nha. Khi mà các bạn chơi game thì chắc chắn hiệu năng nó sẽ cải thiện rất nhiều. Vậy nên là bên cạnh cái yếu tố của Tài nói á, là tiên quyết á, là cái đầu tiên bạn nên nâng cấp thêm RAM. Thì các bạn có thể thử những cái cách như của tụi mình, như là bypass Optimus này hoặc là bật mắc switch lên. Đây là hai cái cách rất là đơn giản và hiệu quả. Và nếu như bạn đã có quên đi rằng máy của bạn đang có hỗ trợ những cái này thì nên sử dụng chúng ha, tại vì bạn xứng đáng được sử dụng chúng, bạn bỏ tiền ra mà. Vậy nên là hãy xem lại video clip hồi nãy mình đã có nhắc cho các bạn rồi, cách để bypass Optimus làm sao để cho nó phù hợp nhất nha. Còn bây giờ thì đó là chính xác những cái mà bạn có thể sử dụng để có thể tăng cái hiệu năng của cái máy của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy là chúng ta vừa đi qua 5 câu hỏi của số hỏi đáp số 48 này. Sau dịch thì các bạn hỏi rất là nhiều những câu hỏi rất là chất lượng các bạn ha. Và cũng đừng quên là chúng ta sẽ được gặp lại nhau mỗi tuần 2 lần. Vậy nên là cứ xuyên đặt những câu hỏi chất lượng như vậy ở phía bên dưới, chắc chắn các bạn cũng sẽ được lên sóng TV thôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace. Tạm biệt. Rồi, ok. Các bạn muốn quạt một tay, hai tay.